Ủa, Thím Hương Sư, Thím đi chợ hả? Tôi đi chợ, sẵn tiện tôi mua ít đồ để qua thăm thằng Trường Vinh luôn. Ủa, cậu Trường Vinh bị làm sao? Không biết làm sao giờ nó đổ đốn, uống rượu mạnh suốt ngày đêm, cho nên bây giờ cặp mắt không thấy đường nữa. Mà Thím có biết nguyên do là tại làm sao hay không? Tôi cũng tính một hồi tôi ghé thăm rồi hỏi coi sự thể làm sao. Thôi tôi đi nghe. Trường Vinh dạo này có đỡ không chị? Hôm nay uống thuốc cũng đỡ rồi mợ. Sao đâu mà tai họa nó cứ tới liên tiếp vậy không biết. Chắc tại do lúc trước tôi ăn ở thất đức quá, nên bây giờ mới liên lụy tới con cái. Chị đừng có nói như vậy, không nên đâu. Tôi nghe chuyện con Xuân Hương, chắc mợ phiền lung lắm. Em rầu lắm chị à. Mai á là em hay kịp, chứ nếu không con Xuân Hương mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà em sống nổi chứ. Thôi đi, trồng cây rủi cũng có cái mai mà. Lần này là em hại chết con em rồi chị ơi. Vậy rồi chuyện con Xuân Hương với thằng A Thái mà tính sao đây? Nhà của họ đã tính như vậy rồi, em còn phải tính sao nữa chứ. Họ ỷ họ giàu, rồi họ o ép mình. Thiệt là ác quá mà. Hồi sớm này bà đi đâu cả buổi vậy? Tôi đi qua thăm chị hai với thằng Trường Vinh. Nè, lần sau bà có qua đó, bà nói cho tôi gửi lời thăm nghe không? Sao ông không đích thân qua đó mà nhắn gửi làm chi? Bộ ông còn giận chị hả? Hết rồi, dầu sao cũng người nhà cả, giận hoài coi được hay sao? Ông nói vậy á, tôi cũng mừng. Giận hờn chỉ thêm nặng lòng, chứ được tích sự gì đâu. Tôi thấy con nhỏ tôi xót quá. Sao mà sao nó khổ như vậy không biết nữa. Tại tôi hết. Phải chi hồi đó tôi cương quyết không gả nó thì đâu có ra nông nổi này. Ông nói như vậy á là ông trách tôi hay sao? Tôi đâu già ra nông nổi này. Là cha mẹ, ai mà không muốn cho con mình được sung sướng. Hồi đó nó không ưng là tại vì mình ép nó. Bây giờ nó khổ sở như vậy thì lỗi của tôi với bà hết á. Thằng Ra nó ngủ rồi hả con? Dạ, nó ngủ rồi má. Ừ. Chà chà, thằng nhỏ mau lớn quá. Má, con Tuấn coi vậy mà nó mát tai lắm. Thằng Gian cũng mến nó lắm. Bởi vậy má mới cho nó qua làm vú cho thằng Gian chứ. Nhưng mà con á cũng đừng có bỏ bê nó quá nha. Để nó mà mến con Tú quá là không có được đâu. Má lo làm chi ba cái chuyện đó. Thằng Gian á, nó càng mến con Tú thì càng tốt, con càng khỏe. Con đâu có nói vậy được. Như vậy á, tình cả mẹ con lợt lạc lắm. À, hôm nay á có cậu hội đồng của con qua chơi. Hai đứa ở lại ăn cơm. Chiều hẳn về nha. Ý, có cậu qua chơi nữa hay sao? Lâu rồi con cũng không gặp cậu nói chuyện. Má nghe nói cậu của con qua đây á bàn cái chuyện ruộng đất làm chi đó. Sẵn dịp á cho ông cậu nựng thằng Gian luôn. Má, lát nữa má cho con xin chút đỉnh tiền nghe. Sao lại xin tiền má? Bộ thằng Phong nó không cho con tiền xài hả? Có mấy chục đồng một tháng à, làm sao mà con xài đủ. Má cũng biết tánh con rồi đó, con xài tiền quen rồi. Thôi được rồi, lát má vô má lấy cho. Nhưng mà con á xài hà tiện một chút. Có con cái rồi, không có xài phung phí được đâu. Má không biết đâu. Con á là con nhịn dữ lắm rồi chứ. Nhưng mà thằng Gian á, nó đâu có nhịn được. Con nít nó lớn nhanh lắm, con phải mai đồ cho nó luôn luôn. Chẳng lẽ má muốn cháu của má thiếu thốn hay sao? Còn nó cũng phải. Thằng Gian á là cục vàng của má mà. Thiên hạ họ đồn quá, mình phải đích thân tìm hiểu coi thực hư ra sao mới được. Dạ thưa, cho hỏi ông có phải là đốc tờ Vĩnh Trị không ạ? Phải đó. Cô kiếm tôi có chuyện chi không? Tôi có quen với cậu Trường Vinh của nhà này. Nghe nói là cậu bệnh nên tôi tới. Sẵn gặp ông ở đây, ông cho tôi hỏi về bệnh tình của cậu một chút. Trường Vinh do uống quá nhiều rượu cho nên nó đốt ruột gan cậu hư hết. Cậu vừa đau trái tim vừa đau con mắt nữa. Sao lại ra nông nổi này? Tôi có hỏi nguyên do, được biết là cậu thất tình cho nên mới như vậy. Bởi vậy tôi nói cái tình ái nó ghê gớm lắm. Nó có thể giết chết con người ta luôn chứ. Thường vậy có chữa được hay không? Tôi cũng phải cố gắng thôi. Nhưng cậu bị tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Thôi, chào cô, tôi đi. Phong nè. Dạ. Từ ngày con làm việc với quan chủ tỉnh tới giờ, chắc là con được quan trên thương yêu lắm đó phải không? Con nhờ cậy thế của cha và cậu hội đồng nên cũng đỡ lắm. Quan trên tin yêu, dân dưới sợ. Con cảm ơn cha luôn lắm. Con có quyền thì con Như Hoa nó được nhờ, có chi đâu mà con nói hai tiếng cảm ơn. Sẵn cha nói tới vợ con xin phép thưa cha việc này. Việc gì con cứ nói. Từ hồi con cưới được Như Hoa, con vẫn thương yêu, chiều chuộng vợ con lắm. Dạo gần đây vợ con sanh tật cờ bạc. Nhiều lúc á, bỏ hẳn thằng Danh cho con Tú. Con thấy cổ như vậy, con nhắc nhưng cổ không nghe, nên con xin cha lựa lời mà khuyên răn vợ con, đặng vợ con hồi tâm mà bỏ cờ bạc. Con Như Hoa xưa rài, nó được chiều chuộng cho nên nó mới sanh hư. Thôi được rồi, để rồi cha sẽ lựa lời, rồi cha sẽ khuyên răn nó. Ha? Dạ, con cảm ơn cha lung lắm. Cô Hai ơi, cô Hai. Có hay triền miên nỗi nhớ, bởi đâu vừa thương ly biệt, ta có ta không lưu đài trần ai đâu điên. Chuyện này cũng do mình mà ra. Tuy mình không hại cậu, nhưng cậu ra nông nỗi này, mình cũng cảm thấy áy náy không yên lòng. Bộ con có chuyện chi hay sao mà coi con thất thần dữ vậy? Dạ thưa, con không có gì hết. Cha cũng để ý, thấy con cả buổi trời không mở miệng nói câu nào. Nếu con có chuyện gì thì con cứ nói ra. Thưa cha, thưa má, còn có một việc khó, muốn xin cha với má cho phép. Có chuyện gì mà làm con khó nói vậy? Con muốn xin gì thì cứ nói đi. Con biết việc con sắp nói ra đây rất khó nghe, nhưng nếu con không nói, con sẽ cảm thấy áy náy lung lắm. Dẫu có chuyện gì thì con cứ nói ra. Cha với má có rầy la gì đâu mà con sợ chứ. Thưa, chắc là cha với má con nghe chuyện của cậu Trường Vinh rồi phải không? Có, má có biết. Thiên hạ họ bàn tán dữ lắm. Cô mà mọi người đang nói tới chính là con. À, hóa ra cô là người làm cho cậu thất tình rồi sanh bệnh phải không? Theo lời cậu ấy nói với tôi thì cậu ấy có một cái tình sâu xia nặng nề lắm. Sao cô nỡ phủ rẫy cậu làm chi? Thưa, tôi là gái đã có chồng, tôi không thể kết duyên cùng cậu, chứ đâu phải tôi phủ rẫy gì cậu đâu. Vậy thì bây giờ cô kiếm tôi làm chi? Tôi nghĩ tôi mang bệnh đó cho cậu, nên tôi quyết hy sinh phẩm giá đặng nuôi dưỡng cho cậu mau mạnh. Cô nói sao? Việc cô làm đó coi vậy mà khó lắm nha. Thưa, sao mà khó? Vậy chứ cô đã xin phép cha má chưa? Rồi còn bà thân của Trường Vinh nữa, liệu bà có cho phép cô làm việc đó hay không? Rồi chuyện có muốn xin đây có liên quan đến cậu đó phải không? Từ phải. Con bạo gan xin cha với má cho con được qua lại chăm sóc cho cậu. Tới chừng cậu khỏe rồi thì con mới yên tâm được. Nếu không, chắc cả đời này con phải day dứt lắm. Ở đời, dẫu không có cái tình, cũng còn cái nghĩa con à. Cha hiểu tấm lòng của con, cha cũng không cấm cản con tới lui chăm sóc cậu đó. Con cứ tự ý mà làm. Con xin hứa là chỉ chăm sóc cho cậu mà thôi, chứ nhất định con không làm điều gì để cha với má phải mang tai tiếng hết. Cha với má không có lo chuyện đó đâu, chỉ sợ con sẽ cực nhọc mà thôi. Chăm sóc người bệnh không phải dễ dàng gì đâu con. Cực nhọc cỡ nào con cũng sẽ chịu. Cha với má đừng lo. Ông doctor muốn gì tôi cũng chịu. Nhưng riêng chuyện này tôi không chấp nhận. Vì cổ mà con tôi mới ra nông nổi như vậy. Là cổ hại thằng Trường Vinh. Xin bác hãy khoan tức giận. Mặc dầu bệnh này một phần cũng do cô đó mà ra. Tuy vậy mà chỉ có thể có cô đó mới có thể giúp được Trường Vinh hết bệnh. Sao lại như vậy chứ? Trường Vinh lúc này rất cần người chăm sóc, quan tâm, thì bệnh của trái tim mới khỏi được. Và chỉ có thể là cô hai mới giúp được cậu Trường Vinh lúc này. Ô nè nè của con nè. Ô nè 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 của con nè. Ô. Nè. À. Bữa giờ không thấy cô đi chơi vậy hay. Nè, nhìn à, nè. Chắc cô đi hoài. Cô chán cô không đi nữa. Gian giỏi quá. Chắc cha rồi. Nên cổ biết sợ rồi đó. Cô ở nhà hay yếu lắm phải không? Con lén thấy cậu nhưng cô cười hoài. Thì thấy cổ chịu chơi với con, thầy vui lắm đó. Rồi má thương ha. Chào thím hội đồng. À, cậu qua chơi, mời cậu ngồi. Dạ. Tôi qua chơi, sẵn giờ thím một việc. Việc chi? Cậu nói đi. Việc này nói đại ra sao tiện. Tôi phải nói nhỏ với thím. Vì ông doctor nói quá, cho nên tôi mới đồng ý đó. Thưa, cậu biết tội của mình lớn lắm, nên cậu mới tới đây. Xin thím cho con được chuộc cái tội này với cậu. À. Cô Thông tới rồi sao? Chào thím. Chào cô. Chào cậu. Mời cô ngồi. Mời mời mời. Thím cho người mời tôi qua đây có chuyện chi? Mấy bữa nay cô Thông đi đâu hay sao mà không thấy ghé đây chơi? Tôi ở nhà. Vậy mà tôi cứ tưởng cô Thông bận việc chi chứ. Hôm bữa tôi về thăm cha má tôi. Cha tôi biết tôi đánh bài hoài nên là rầy tôi quá. Tội nghiệp dữ không? Chắc là cô buồn lung lắm. Thiệt cũng có chút đỉnh. Tôi nói thiệt, bữa nay tôi mời cô qua đây á là ý của cậu xã xù đó. Là ý của cậu đây hay sao? Mấy bữa không thấy cô qua chơi nên tôi sốt ruột, đành bạo gan năn nỉ thím hội đồng đây mời cô qua. Bữa nay á mấy thím kia bận việc riêng, lại sẵn có cậu xã xù ở đây nè, nên tôi bày bữa tiệc ăn uống cho vui. Không biết cô Thông có phiền gì không? Ý, có chi mà phiền. Thím hội đồng khách sáo quá. Cô Thông cạn với tôi chung rượu này nha. Chà chà, cậu tiếp cô này mà quên tôi luôn sao? Ê, cô Thông đây là khách quý, nên tôi phải tiếp đãi tử tế chứ. Mấy khi được ngồi ăn chung với cô. Cậu nói quá. Tôi hay tới đây chơi. Cậu muốn gặp tôi lúc nào mà không được. Cô Thông tuy đã có chồng con, nhưng mà nhìn cô như gái chưa chồng. Hồi mới gặp cô, tôi tưởng cô là con gái nhà nào chứ. Thiệt tiếc quá. Cậu xả rồi nói tiếc, mà là tiếc cái gì? Tôi tiếc là cô Như Hoa có chồng sớm quá. Tôi mà biết trước, tôi dành, tôi rước cổ chứ chi. Vậy cô định bỏ thị Hến hả? Tôi bỏ. Cô Như Hoa ưng là tôi bỏ liền. Tim thì đã ổn rồi, nhưng còn con mắt có nhức nữa hay không? Không. Nhờ toa cho thuốc nhỏ mắt nên cũng êm rồi. Ừ, chắc là chịu thuốc rồi đó. Để Moa kê thuốc thêm cho. Moa cảm ơn toa nha. Cũng may có toa, chứ không thì chắc Moa chết mất, chứ sống gì nổi. Anh em bạn bè với nhau không à, mà toa khách sáo làm cái gì? Huống chi Moa học y khoa để cứu người. Dù là ai đi chăng nữa, Moa cũng sẽ làm như vậy thôi. Đâu, toa đi ra ngoài ngồi cho nó sảng khoái, chứ ở trong đây nằm hoài chi vậy. Mai mốt toa ra đây thường một chút, không khí sẽ làm cho mắt toa sẽ tốt hơn nhiều. Bị đi lại khó khăn nên mà cũng ngại làm phiền kẻ ăn người ở trong nhà lắm. Tôi không có say. Để tôi đưa cô về nha. Tôi tự đi về một mình được mà. Để cô về như vậy tôi không có yên tâm chứ. Nếu mà cô sợ thầy nhìn thấy thì tôi chỉ đưa cô tới gần nhà thôi. Cậu đúng là tốt bụng thiệt đó. Hôm nay tôi vui quá nên là tôi uống hơi nhiều. Tôi cũng vậy chứ. Cô có sao không? Tôi không sao. Mình uống rượu hay sao vậy? Phải đó, tôi có uống chút đỉnh. Mình uống nhiều như vậy mà kêu là chút đỉnh. Đàn bà con gái mà say xỉn vậy sao coi được. Nhà người ta đãi đằng, người ta quý mình, người ta mới ép mình uống chứ. Làm sao mà tôi từ chối được. Mấy hôm rồi ông có nghĩ được cách nào hay chưa? Bệnh của cậu hai cô cũng thấy rồi đó. Cô có còn nhất quyết là chăm bệnh cho cậu hay không? Có chứ. Tôi tính như vậy. Lúc nãy tôi băng con mắt cho cậu nên cậu không nhìn thấy gì hết. Bây giờ mình phải lập kế, nói dối cậu mới được. Mà nói dối làm sao? Tôi tính nói rằng cô đây là người bà con xa của tôi, tên là Kiều. Tôi sẽ biểu cậu mướn cô, đặng nuôi bệnh, rồi ra vô lấy thuốc. Tôi tính như vậy. Cô nghĩ xem coi có được không cô hai? Thưa, tôi thấy ông tính như vậy cũng hay lắm. À quên, tôi sợ cô hai nói nhiều, cậu Trường Vinh sẽ nghe được tiếng cô. Tôi sẽ không nói chuyện. Không nói sao được? Vậy nếu cậu hỏi hay biểu chi, tôi chỉ nói một tiếng, chứ không nói dài. Ừ, phải vậy mới được. Không nên nói dài, sợ cậu biết tiếng. Đợi ít ngày cho quen rồi sẽ hay. Bác nhớ lời cháu dặn, kêu cô hai đây là Kiều nghe. Lỡ kêu lộn là nguy đó. Bác nhớ rồi. Để bác dặn thêm thằng Lại nữa. Ủa, mình dậy rồi đó hả? Mình đói chưa? Tôi dọn cơm cho mình ăn nha. Tôi hơi nhức đầu một chút, mình cứ ăn trước đi. Tôi ăn rồi. Tôi đợi mình hoài, cho nên là tôi đói tôi ăn trước rồi chứ. Coi ra mình lo cho bản thân mình còn hơn lo cho tôi. Ở đó mà bị đặt. Bộ mình giận tôi hả? Thì bây giờ mình đang ngủ chứ biết làm sao. Không lẽ đánh thức mình dậy thì mình cũng rầy tôi mà thôi. Chà chả, mình trả treo giỏi quá ha. Mà thôi, lấy dây vào cho tôi sức coi. Mình nè, hôm qua thím hai vừa mới có thêm con đó. Tôi nôn quá à. Chuyện thiên hạ, mắc mớ gì mình nôn? Không nôn sao được. Mình cưới nhau mấy năm rồi mà chưa có con. Bộ mình không nôn hả? Không nôn, chừng nào có thì có. Đây, lại đây. Giỏi quá. Cậu giỏi quá. Mới đi từ ngoài cửa mà nghe tiếng thằng Gian rồi chứ. Dạ. Đây, cha nè. Thầy, hả? Cậu đi vững lắm rồi đó nha. Thiệt hả? Cậu đi hồi nào? Thầy muốn coi không? Em kêu cậu đi lại cho thầy coi nhé. Thôi, không gấp đâu. Dạ. Em cho cậu uống sữa chưa? Dạ, cậu bú no rồi nên là em cho cậu chơi đây chút xíu. Em sợ là ẩm lên ẩm xuống rồi cậu lại ọc sữa. Thầy, hả? Thầy có muốn chơi với cậu xíu không? Thôi, để thủng thẳng đi. Cô ở trỏng hả? Dạ không, cô đi chơi rồi. À, tách ta. Đi hồi nào? Dạ, thì thầy vừa đi một chút á, thì có người nhà của hội đồng xỉa qua rủ cô đi. Chà chà, được có mấy bữa mà chứng nào thực nấy. Hôm nay anh chị Xui vẫn mạnh chứ? Dạ, cảm ơn anh Xui. Vợ chồng tôi mạnh luôn luôn. Bây gần đây á, công việc trộn rộn quá. Chứ tôi tính bữa nào mà rảnh rỗi á, tôi ghé thăm anh chị Xui, sẵn giảng chuyện với ảnh chơi. Dạ. Ông già tôi á cũng hay nhắc anh hoài hả? Dạ. Ổng á, mà gặp anh đây á, chắc là ổng mừng lung lắm. Bữa nay chị Xui ghé thình lình, không biết có chuyện chi không vậy? Dạ, thiệt ra tôi có công chuyện gần đây, nên trước á là ghé thăm anh chị, sau á là gặp con hai luôn thể. Ủa, nhắc tới con hai, sao nãy giờ tôi không thấy nó đâu hết vậy? Chà chà, chị Xui tới không đúng lúc rồi chứ. Bữa nay con hai nó không có ở nhà. Ủa, nó đi đâu vậy anh chị? Rồi chừng nào nó về? Dạ, nó đi qua chăm sóc cho cậu Trường Vinh. Chiều tối nó mới về đó chị. Sao là có việc lạ lùng như vậy? Nó đi rồi nó có xin phép anh chị hay không? Dạ có. Nó xin phép vợ chồng tôi hết trơn hà. Mà vợ chồng tôi cũng đồng ý cho nó đi nữa. Việc con hai nó làm đó là việc phải, nên vợ chồng tôi không có cản mần chi. Vậy anh chị có biết việc Trường Dinh với con hai hay không? Dạ, vợ chồng tôi có biết. Con hai chuyện gì nó cũng kể hết, chứ không có giấu giếm việc chi. Mà thiệt ra tôi thấy nó làm vậy là dại chứ. Sao nó lại khước từ tình cảm của cậu ấy như vậy? Phải đó. Nếu mà vợ chồng tôi biết trước á, thì sẽ khuyên nhủ nó nên suy nghĩ cho thấu đáo. Dù sao thì thằng Hoàng Kiết nhà tôi cũng đã mất rồi. Còn con hai, nó lại còn trẻ quá, nên vợ chồng tôi cũng không muốn nó ở vậy suốt đời. Anh chị Xui quả là người tử tế, nên mới có lời lẽ như vậy. Con hai nhà tôi thiệt nó có phước lung lắm. Trước mắt cứ để nó chăm sóc cậu Trường Vinh cho thiệt mạnh cái đã, để thủng thỉnh rồi tôi kiếm cớ nói vô, đặng cho nó hiểu mà chấp nhận cái tình của cậu ấy. Dạ. Cô Như Hoa uống giỏi quá. Tôi phải mời cô một ly nữa mới được. Thôi, tôi không uống nổi nữa đâu. Cô Thông đừng có lo. Nếu mà sai á thì ở lại đây nghỉ một chút, chừng nào tỉnh rượu rồi về. Cô Như Hoa, thím hội đồng đã nói như vậy, cô còn sợ gì nữa. Tôi quên chứ, cô cậu ngồi đây á, giảng chuyện chơi. Tôi mắc công chuyện, tôi chạy riết ra ngoài kia một chút. Tôi đi nha. Ý, thím đi rồi, còn tôi làm sao? Thím hội đồng đã có việc thì cứ để thím đi, tôi ở đây tiếp cô Như Hoa được.